Tống Euro xin mến chào tất cả các bác, các anh em yêu thành viên OKH trên mọi miền tổ quốc. Mến thưa các bác, mến thưa anh em, như đã giới thiệu ở lên trước, trên bên cửa hàng Tống Euro sẽ về một phiên bản cục đẩy 4 kênh. Cục đẩy 4 kênh phiên bản năm 2019. Đối với dòng 4 kênh này chạy 80 sò công suất các anh em nhé. Và nó có rất nhiều loại khác nhau, loại 39 kg, 40 kg và phiên bản mới nhất Maxin 36.000 VK này nặng 41 kg. Đây là phiên bản mới nhất và nặng nhất. Nặng vì nguồn đồng của nó to hơn các em nhá, nguồn đồng của nó chất lượng hơn. Và đây là hàng mới nguyên hộp, nguyên đan nguyên kiện. Thì hôm nay cửa hàng Tống Euro vừa mới cập bến về hàng các em nhá. Đây hộp nguyên đan nguyên kiện nó như này. Đấy, hàng nguyên đan nguyên kiện được bảo hành 1 năm các em nhá. Sản phẩm này được nhập tại Trung Quốc chuyển về các em nhá. MX36.000 VK, đây là cái tên của nó chứ còn công suất các em nhá. Tên của nó là MX36.000 VK, một sản phẩm đẩy công suất. Thì anh em đang quá trình mở ra quay nội thất, các anh em cùng xem và tham khảo. Thì các anh em, công suất của con này là đủ 1.300W, là một con đẩy công suất 4 kênh cho ra công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay. Điều đấy em xin khẳng định 100% với các bác. Thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại đẩy Maxin khác nhau mà em không nói nó lại loại 2, loại 3. Nên khẳng định với các bác rằng người ta có in cái số gì vào đấy thì không được khỏe bằng con này. Người ta chỉ nói to lên, cái công suất nó lớn lên để dễ bán hàng, để khách hàng đến với người ta mà thôi. Còn công suất thì không bao giờ đạt được ngưỡng đấy các em nhé. Còn đây là con này, ngưỡng công suất thật nó là 1.300W. Được rồi. Em ơi, cắm điện rồi anh ấy. Cắt điện rồi. Đây là tổn cái đầu dây này. Đúng kìa. Rồi. Hôm nay thì nhà máy người ta gửi cái lô đầu tiên về là số lượng là 15 chiếc các em nhé. Tiếp tục lô sau người ta sẽ gửi cho bên Hiếu Minh Auto nhiều hơn. Đây là những sản phẩm những cục đẩy công suất Maxin MX36.000 VK đầu tiên tại Việt Nam, phiên bản mới nhất năm 2019. Với cấu trúc như thế, vẫn như trước đây, với những cấu trúc như là Maxin 18.000 VK, Maxin 28.000 VK hay là B3 28.000 VK, nhưng cái phiên bản này thì người ta sẽ làm cái nguồn đồng nó to hơn và chất lượng hơn. Em ơi, ở đây mến thưa các bác và toàn thể anh em, thì hiện tại cửa hàng Hiếu Minh Auto đã mở nội thất của cục đẩy Maxin MX36.000 VK để các bác anh em cùng tham khảo. Và như em đã giới thiệu, đây là cục đẩy công suất 4 kênh chạy nhiều sò, công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay các anh em nhé. Và tất cả những sản phẩm bên cửa hàng Hiếu Minh Auto về thì bên em sẽ khui thùng ra hoàn toàn, kiểm tra lại tất cả các cổng 1, 2, 3, 4 đều hoạt động bình thường, thì em sẽ mới đóng hàng gói lại và đi xuất hàng đi cho các bác để đảm bảo chất lượng khi đi gửi đi xa. Thì đây là một cục đẩy công suất 4 kênh chạy 4 quạt gió phiên bản mới nhất năm 2018 Maxin Audio 36.000 VK. Thế là con này là nguồn đồng 100% các em nhé, nguồn đồng 100%. Và trên thân cục đẩy này nó sẽ có một cái tem A9 ở đây. Con này chạy 80 sò. Em sẽ nâng máy cao lên và để quay chậm để anh em cùng kiểm tra lại lần nữa. Thế em cũng đếm cho anh em xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sò trên và 10 sò dưới là 20 sò. 20 x 4 là 80 sò. Đây là một kênh này, đây là hai kênh, đây là ba kênh và đây là bốn kênh. Mỗi kênh của nó là 20 sò công suất các anh em nhá. Số điện trở trắng của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 8 là 64. 88 64 sò hoạt động. Còn lại là sò bù áp. Đây các anh em xem này, cái con rắc của nó rất là thẳng thắn và chắc. Và chỉ số của tụ, tất cả tụ này là tụ có mạch số hết và là 68.000 microfarad, hoạt động ở 80V. Con này là tụ 2 tầng các anh em nhé, dưới đây có một tầng tụ nữa. 1,
2 3 4. 4 x 4 16. 16 x 2 là 2 tầng tụ là 32 tụ. Đấy, con này là 32 tụ lọc. 2 tầng. Một nguồn đồng cao bằng mặt. Công suất thì cực kỳ ổn định. Thế anh em xem hàng loại 1 này. Góc nó đổ hết keo này. Đấy, cái keo đảm bảo chống chập. Cái điểm này nữa. Đây nó bảo đảm chống chập và tất cả các giắc kết nối. Các anh em xem. Các kết nối đây. Và cũng cho keo, họ tra keo hết rồi nhá. Đấy, từ những cái giắc nhỏ nhất người ta đều. Đây các anh em xem. Thì những cái giắc này. Keo vàng đây. Người ta đổ keo hết. Sản phẩm này là sản phẩm loại 1 các anh em nhé. Loại 1 chất lượng cực kỳ đảm bảo. Và cửa hàng Hiếu Máy Audio luôn đưa ra cái giá hợp lý nhất cho toàn thể quý khách hàng. Em xin nhắc lại nhé, con này là phiên bản mới nhất năm 2019, nặng 41kg. Các bác anh em nào có những cục đẩy chạy nhiều sò mà nói rằng con này cục đẩy 4 kênh 1400W, 1500W, 1600W thì hãy cứ mua sản phẩm đó, đem lại cửa hàng hôm mình so sánh. Nếu mà nó chỉ cần bằng công suất của con này, bằng hoặc lớn hơn công suất của con này, em sẽ tặng các bác 10 triệu đồng. Khẳng định luôn các bác thế. Con nào mà chạy sò nhiều sò như này mà công suất nói rằng lớn hơn thì em sẽ tặng các bác luôn. Và đây cũng là công suất cực kỳ lớn và ổn định. Trong đây thì anh em vẫn tiếp tục quá trình tháo máy ra để test. Vì cái buổi hôm nay là ngày hè thì nó rất là nóng bức anh em nhé. Vừa rồi anh em phải đi mua nước uống vì nó rất là nóng. Clip của Hiếu Máy Audio xin khép tại đây. Các bác anh em nào có nhu cầu yêu thích cái cục đẩy này dùng cho karaoke gia đình, hay các anh em dùng karaoke sự kiện, phòng trà hoặc là đám cưới đám hỏi, thì hãy liên hệ đến cửa hàng Hiếu Máy Audio. Hiếu Máy Audio ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2 ở Long Biên, Hà Nội của em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0919182233. Xin mến chào toàn thể các bác và anh em. Đằng sau em chưa quay quá anh. Đằng sau chưa quay, đằng sau nó dùng tất cả các giắc kết nối truyền thống. Con này có đủ chế độ cắt súp anh nhé. Có cắt súp, có chế độ đánh stereo, có chế độ đánh parallel là song song, và có chế độ braille là mạch cầu. Thế anh em xem đây. Con này cắt súp này là BF này, HBF này, cắt súp để cắt chép này đều cả bypass là bỏ qua. Và có 3 chế độ chạy, độ nhạy 0.75V, 1V và 1.4V. Đường vào của nó là dùng jack Canon. Đầu ra đây có đường link 1 2 3 4. 4 đường link này để nối vào cục đẩy khác. Còn đường ra đây, đường ra nó 1 2 3 4. 4 đường ra này là ra new trick hoặc là bắt các jack truyền thống đây. Con này khả năng chập mạch cầu để đánh 4 quạt gió anh em nhé. Em xin nhắc lại 4 quạt gió. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác trong clip sau.